Let's go, bro. Bị cay à? Nó không cay quá đâu. Bị cay à? Tê một tí thôi, đúng không? Tê một tí nhưng mà ăn sướng lắm. Yeah, I want challenge the fancy one. Yeah, that's the fancy one. Yeah, it's the source, bro. Yeah, it's the source. 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 Cái này ăn tê ngon lắm. Cay á, cái đá thành một miếng của Linh. Rồi, tất lên này. Cái của tôi là không cay bạn ạ. Một cái gói là có hai gói sốt đúng không? Giá bao nhiêu nhỉ? Rồi, giá bao nhiêu? 182. 182. Cho 6 hộp. Cho 6 hộp. Ôi. 182.000 cho một thùng 6 hộp. Cho đi rau vào cho nó dễ tiêu hóa. Không, người ta kêu là anh ơi, anh không biết đâu. Không có dùng. Cho lệ một hộp cay đi. Một hộp cay, gà hay là tôm đất? Tôm đất. Tôm đất. Lệ nó chỉ có tôm đất. Tôm chết tôm đất. Thơm ạ. Bro, in China, you should eat it a bit. We have just that. Yeah. Một cùng cháu gói. Like a 100 bao nhiêu? 182 nha cả nhà mình ơi. Hảo. Anh nhá, à vị nhá. Cái này là tôi chết bố rồi. Mãi ăn quá quên ăn. Cái này là gà, chicken. Màu đỏ sẽ là vị gà. Chicken. Màu cam sẽ là vị tôm hùm đất. Và màu xanh sẽ là vị hành. Thế quanh là vị gì đây? Vị hành. Vị gà. Vị hành. Vị gà. Vị gà. Bảo sao? Cái này tôm hùm đất. Cái này là gà. Chicken. Chicken. Cái nhiều. You know, that bed is very comfortable. Not very. Mấy ông cầm gà nuốt đúng miếng nãy giờ. Cay thì nó cũng khá là thoải mái. Đúng rồi, nó không bị cay quá. Yeah. Nó hơi bị tê một tí nhưng mà cảm giác nó rất là thích. Bào giá đi, bào giá đi. Một thùng 6 hộp như này. 6 hộp là mấy vị? 6 hộp là mỗi vị là 2 hộp. Mỗi vị là 2 hộp. And you can. Đúng rồi, thì nói thế là hiểu đấy. It's very safe. Yeah, phủ nước lên. Your baby, you can see them. See them mouth. His mouth. miệng. Mọi người dâm cái miệng tiếng à? Nhìn miệng anh tiếng này. Ui, dâm miệng thôi. Rồi. Hả? Miệng tiếng à? Đấy, nó phải ăn cảm giác như thế nó mới ngon. Và hơi tê một tí, không phải cay quá đâu nha, không phải là mì mà cay quá đâu nha mọi người ơi. Thường là một cái gói mì như thế này nó sẽ nhiều gấp rưỡi đến một gói mì bình thường ở chỗ của mình. Mọi người ăn kéo cái này đi, kéo tất cả bì lên cho nó dài dài cho mọi người dung cận thêm rồi cho mọi người biết là cái này là cái trọng xong nó như thế nào. Kéo dài lên rồi đó, dung cận lại, bắt cận lại chú Anh. Ngon lắm. Dung cận lại. 182 một thùng 6 gói. Bao nhiêu vị? Ba vị. Mỗi loại hai vị. Mỗi loại hai vị, như có hai gói này là 30. Mỗi vị hai hộp. Đúng rồi. Là 6 vị. Một cam sẽ là cái này nó ngon lắm nha, không đùa đâu, ngon lắm. Mà nhiều lắm. Nó ăn cuốn lắm. Ăn tiếp. Cho anh. Cái này ăn cái này ăn là ngon nhưng mà nó không bị cay. Ăn rất là cuốn. That's comfortable and healthy. Đúng rồi. Yeah, and for now we just have 2000 pieces in Vietnam. No. And then you can yeah. Hiện tại Việt Nam á người ta chỉ còn có 2000 gói thôi là 2000 gói thì là ủa thế à? Đây lần trước ở bên Tây Kinh là bán 6.000 gói. Hơn 7.000. You really like it?
Hết rồi. Em là cứ phải ăn nhanh hơn, tí nữa là sợ có người xin. Hết rồi các bạn. Chưa đầy 3 phút. Giá 160. 182 182 cho một thùng 6 hộp. 6 hộp thì sẽ có 3 vị. Nỉ ăn cũng khỏe đấy nhỉ. Chết sạch luôn. Nỉ ăn cũng gớm mè à. Nỉ không ăn bằng ủa đâu nhá. Ủa là nếu mà nói để búc bang đồ ăn thì ủa mà số ai thì đây, số 3 một, một, một thùng như này là có 6 gói thì nó sẽ thuộc vào 3 vị. Và mỗi vị mỗi vị thì sẽ có 2 hộp. Tổng 6. 6 hộp thì nó ra. Now we do a challenge. So wait a minute. Can we do a challenge and we can finish it in 1 minute. Xin chào. Yeah. Bạn này nói là bây giờ cái này anh Linh sẽ ăn cái này trong vòng 1 phút. Yeah, it's okay. It's no spicy. Nó được không? Cái này nó không có cay cho nên là Really? Really? You can you do it? Really là gì? Một really có thật không? Ý là 1 phút. Anh qua đây được không? Đây, nghỉ đi. Yo, ý này. Yo, it's okay. 1 phút đi. Em wait a minute. Anh đi đi. Bây giờ thử thách này. I mean. Từ từ. Cái này ngon đấy mọi người ạ. And we have a challenger. And we have first finish the noodles and we have send a box to him. It's okay. Yeah, it's a challenge. Okay, that's a challenge. Okay, anh Nhãn Hàng bảo là nếu như mà ai thắng đúng rồi sẽ được tặng. Yeah, we will send a box to you. Yeah, let's go. Đồng hồ, 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 Colin. Oh. 22 giây rồi. It's very fast. 24 giây rồi. Anh ăn rất là nhanh. 26 giây rồi. 27 giây, 28 giây rồi. No push. 182.000 cho một thùng 6 hộp. 6 hộp như này nhá. Nó sẽ có 2 vị, 3 vị. Mỗi vị là sẽ có 2 hộp. No. Tay trong quần, tay trong quần. Không ăn thua rồi, anh đến một cơ. Phòng bên. Một phút chưa? Wow. Wow. Combatic, fighting. Go lên. Mới ăn hết một hộp rồi. Go lên. Có lần. Ăn một hộp rồi vẫn ăn được hết này. Yeah, wow. Okay, a little. Hey, I already finish. Làm được thiếu rồi thôi. A little. Wow. Hey, just eat it all. Đừng có cười. Đừng có cười. Oh. Có đi rồi thôi. Let's go. Win. So let me tell the fans. Yeah, the winner is Bilal. 3, 2, 1. Yeah. We have a gift. Mới một thùng nữa này. You can take it home. Thank you. Phải có giải ăn đẹp chứ. Giải ăn đẹp. Một thùng như này là sẽ có 6 hộp và nó sẽ có 3 vị nhá mọi người ơi. Là một vị là sẽ có 2 hộp. Đấy. Vị gà và vị tôm đất à? Tôm đất. Lau miệng à? Vị dính miệng à? Vị hành. Đấy, nó có 3 vị. Nó mua cái này không cay lắm. Cái này không cay lắm đâu. Thành ra là mọi người mua về ăn rất là cuốn. Đấy. Ăn vào lúc buổi đêm khuya là những cặp đôi ăn cứ sọt sẹt và cực kỳ ngon đấy. Ngon ông ấy đi rồi đấy, ông ấy đi rồi, ông ấy buồn nhiều.
Anh ê quá. Maybe we can prepare some water and watch it go. This is true.